nút play bạc. Mình đã tự nhủ là khi đạt nút bạc, mình sẽ ăn McDonald's. Và như đã hứa, McDonald's thôi. Nước chấm trên mạng. Còn nước chấm ngoài đời thì... Trong khi trên mạng có 4 loại thì ở đây chỉ có 2 loại thôi. Và món mình mong chờ nhất là món sốt mật ong nhưng không có. Sốt BBQ và cái sốt gì đó, quên tên rồi. Donut gà. Mình xin thề với mọi người là đợt này mình ăn gà ở các thương hiệu lớn nó đều hơi ỉu. Nên là mình đã bỏ lại vào nồi chiên không dầu. Mời mọi người nhá. Nước sốt này thì hơi ngọt. Nó ngọt như kiểu là sốt me. Cái sốt này thì giống nước sốt cà chua. Nó có cái vị giống như là món dâu tằm mà ngâm lên men xong uống ấy. Còn chất donut gà này thì thực sự là hơi bã. Là một phần thịt trắng thì chắc chắn sẽ bã rồi. Nhưng mà mình cảm thấy là nó không ngon cho lắm. Như mọi người có nghe ấy, nó không có giòn. Thật thôi. Chắc khoai tây ăn cái này là đúng ấy. Đến phần mong chờ nhất. Mình đã sốt cay, thế nên là cái sốt này khá là ngon. Bề gà thì khá là mềm, tuy nhiên cái phần vỏ không được giòn cho lắm. Mình đã tự tin là gà McDonald's sẽ giòn, thế nên mình không bỏ vào nồi chiên không dầu. Phần dưới này nhiều bột hơn và mình nghĩ là phần da thế nên là sẽ giòn, không thất vọng như hôm bữa. Gà cay thế nên là mọi người cân nhắc, ăn gà cay sẽ khá là cay đấy. Cái phần thịt bên trong mình thấy nó không bị đỏ, cảm giác ăn nó yên tâm ấy. Chấm gà mát hơn KFC rồi, không ai chảy hết ra ngoài. Tổng quan đồ đây thì rất là thơm, hamburger cũng vậy. Nhưng thực sự là lần tiên mình ăn đồ ở đây. Thế là khi vào mọi người sẽ phải order trong một cái bảng điện tử. Mình hơi kiểu quê mùa một tí. Khi vào đây mình cảm giác là không gian khá là đẹp. Tuy nhiên thì lại hơi ít người hơn so với KFC. Cái này thì mình không biết tại sao nha. Ăn hamburger. Mời mọi người. À quên, cái hamburger này 70 ấy. Dã man. Sẽ có 3 lớp bánh, 2 lớp thịt, 2 lớp rau và 1 lớp phô mai. Ăn nó bình thường, không quá có gì đặc biệt. Trong này có cả dưa chua nữa. Nhưng công nhận là khá là nhiều nhân. Cắn nó lồi hết ở đằng sau ra. Còn thì chắc là bán thương hiệu là nhiều thôi. Nhưng ngon bình thường. Chốt lại, chắc là mình chấm món gà ngon nhất. Nhớ là gà cay, còn gà thường thì mình không biết. Ba món còn lại thì kiểu bình thường. Chắc là do thời gian gần đây có khá là nhiều cái hàng quán bé nó mọc lên. Nên là những cái thương hiệu to này nó bị dìm xuống nhiều rồi.